Hello nha, em xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình nha. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với con app của một bạn nông dân cày chay bên CVS nào đó, mình không nhớ rõ nha bạn. Nhưng mà mình sẽ ghi vào cái tiêu đề phần video thôi, tí mình ra mình kiểm tra lại thôi. Bạn ấy đang kẹt ở 9-19 đây. Và mình đang bui lại tiêm cho bạn thấy đây anh em ơi. Hết vàng đang dừng lại 71k, hết vàng luôn anh em ạ, cay quá chưa, hết vàng rồi, mua lại cái lên 4 triệu lực chiến luôn anh em ạ, gọi là ghét con này đi, hết sạch xanh xanh vàng luôn anh em nha. Chúng ta thử xem có đủ đam để đi đánh có con boss này không. YOLO anh em ơi, tiến lên nào. Ô, nhầm rồi. Tôi hơi xấu nhưng mà kệ. Nhận vậy. Mình nghĩ chưa chắc có đủ đam đâu. Piccolo của nó chết rồi không? Piccolo của chúng tôi, no, đã chết. Rồi, lần sau thì mình nghĩ chúng ta sẽ đổi vị trí của Goku lên đây. Cú thay cho con thần Kibito rồi nha anh em nha. Nhiều anh em có ngọc rồng mà đang phân vân với việc là mình nên chơi team nào anh em ạ, mình nên cầu nguyện để lấy con tướng nào. Thì tùy vào tướng của anh em có thôi, thì anh em sẽ lấy ngọc rồng phù hợp với cái đội hình mà anh em đang cần nha. Qua luôn anh em ạ, nhà nhà như để chắc là bạn ấy chưa qua được hết này, nhưng mà bạn cũng đủ ngọc rồng luôn rồi anh em ơi. Chắc là bạn ấy tham dự sự kiện là trên bảng ngọc rồng khá sớm. Bên server này là server bao nhiêu nhỉ? Sen Long à? Ô, hình như bên server này là bên server S mấy anh ạ, mấy server đầu hay sao ấy. Sơn Long server S19 anh em ơi. Server của bạn đây là server S19. Đây là bạn là Goku Ui anh em ạ, Goku Ui. Chưa hết quét hết ải mà đã cướp được ngọc rồng rồi, thì chắc cái sự kiện là tranh đoạt ngọc rồng lần trước bắt bạn ấy ở trong đây cái chiến độ mạnh nhất rồi, kiếm được khá nhiều ngọc. Và mình thấy con ác này của bạn ấy đã triệu hồi lấy con Black Goku này đây. Hay à, mình khá đau ấy, mà mình đỡ mình chịu được. Nên là mình chưa dùng cái thiên địa công phá này vội. Vì mình vẫn chịu được mà. Để dành cái skin đấy anh em ơi. Đấy, bây giờ mình dùng thiên địa công phá này. Giết thằng Piccolo. Boom. Rồi, Black Goku chết rồi. Để trận chiến 4v3. 9 lượt nữa. Không ổn, nó Black Goku lên lên sao thì ổn áp hơn đấy. Thua rồi, này là thua rồi.
hết vàng anh em ơi, không thì cũng qua được đấy, chẳng qua là hết vàng thôi. 25 mảnh ba của tôi nhét SH nữa là ok. Con áp này bạn ấy triệu hồi Black Goku theo mình thấy thì nó hơi là tiếc nhỏ, mình là mình không lấy Black Goku đâu. Nếu mà chơi team one hit, thích chơi team one hit thì chơi trăng hơn, trăng kỳ tích ngon hơn nhiều luôn. Này. Ở đây có danh sách tất cả các anh hùng anh em có thể chọn nha. Thì theo mình thấy lấy con trăng này là tốt này. Anh em chơi đội hình xuất huyết thì lấy 3 BD thì mới đắt rồi. Một là trăng, hai là 3 BD. Còn là chỉ thứ ba là ra cô chứ lấy Black Goku làm gì anh em ạ. Ví dụ mà có cái gì nhỉ? Có con ví dụ con ác này mà trước đó chưa có thần Kibito ấy thì về mình lấy Majin Buu đi, Black Goku về sau phế lắm anh em ơi. Lấy Majin Buu này luôn được này. Tiệm mà có hồn này cho Majin Buu đó cũng cứng, mà cứng hơn Black Goku để cho hai con Android này đứng sau nó xả thôi. Có Piccolo rồi thì lấy Majin Buu hợp lý hơn là lấy Black Goku nha nha. Tùy vào team của anh em, với cả tùy anh em thích chơi team như nào thì chúng ta lấy những con tướng định hướng cho đấy thôi, chứ không nói con nào hơn con nào hơn đấy. Lại khét này thiếu vàng rồi, không có vàng không chế ép được, cho nên bất nào đấy đó. Có vàng thì chúng ta lên ải khó thì quá đơn giản thôi, được chiến 4 triệu được cơ mà. Tháng này mua phát thẻ tháng đi, 329.000 đồng. Ok, con dê máu vanh. Chỉ có đội trưởng có thể máu vanh. Xen Long VIP 13 đánh được cả ông VIP 14 kìa. Bốn sao Fabidi, bốn sao Vegeta. Chà 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 chà. Thế tóm gọn là cái clip ngày hôm nay của mình xoay quanh cái vấn đề anh em mua team chọn bọc rầm nó hợp lý anh em ạ. Ví dụ đội hình nông dân thì mình nghĩ anh em nên chơi đội hình có hai tăng cứng nha. Đội hình của mấy đại gia thì có thể bui những cái con tướng như Gohan thành tăng phụ cũng được, là con Gohan tăng thành con phụ cũng được, nhưng mà anh em nông dân của chúng ta thì nên chơi hai tăng thì nó đỡ bị thọt hơn, nó vẫn khỏe khoắn hơn so với đội hình chơi chỉ có một tăng thôi. Black Goku đến tầm này là bắt đầu thấy khá là a đuổi rồi, a đuối kiểu rồi. Thôi anh em ạ, à, clip của mình cũng xin dừng lại tại đây thôi. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo nha. Anh em có cái gì thắc mắc, cần gì tư vấn thì có thể comment dưới video nha. Bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo. Ai sao 100 mà lên được 3 sao luôn. Piccolo này vòng sáng mấy phần trăm bạo kích hiện tại.
và 2 thì chắc vẫn 7 thôi. Đột phá cấp 140 thì... lên 338.909 điểm phòng ngự giữa một ngày lên. Wow, 98.3 chiếm được 31.000 máu hơi thấp nhỉ. Người tin nông dân chơi này là ok rồi, và đấy mình hơi tiếc bạn ấy, mình là không mở bạn ấy sớm lấy mở lách Goku làm gì. Cái kit bư vẫn là ngon hơn. Nó hơi vội vàng nhưng mà đa phần tất cả những anh em đều rất thích chơi Black Goku. Tại vì trong nó cool ngầu nha anh em, trông rất là xịn, rất là cool. Nhưng mà thực ra là nó không chơi được lâu dài đâu. Bye bye anh em lần nữa. Bye bye.